Nhân chứng kể lại, chúng tôi lao xuống sông nhưng không kịp cứu ai mắc kẹt trong ô tô. Và sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10. Lời đầu tiên tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại với các bạn với một chủ đề thông tin mới nhất vừa cập nhật trong nước. Đó là nói đến là vụ xe lao xuống sông làm 5 người thiệt mạng ở Nghệ An. Và những là người chứng kiến sự việc này đã kể lại như thế nào. Và chúng tôi lao xuống sông nhưng không kịp cứu ai mắc kẹt trong ô tô. Đây là qua những lời nhân chứng kể. Thưa các bạn, nhiều người dân sống gần là cầu treo sông Giăng, huyện Thanh Chương, Nghệ An lao xuống sông cứu người mắc kẹt trong chiếc ô tô 7 chỗ nhưng là bất thành. Vụ tai nạn giao thông Nghệ An là nghiêm trọng làm là 5 người chết xảy ra trên là cầu treo là sông Giang. Nối hai xã là Thanh Liên và xã là Phong Thịnh, huyện Thanh Chương là Nghệ An trong đêm ngày 4 tháng 10 năm 2020. Vẫn chưa hết là ám ảnh với người dân chứng kiến vụ việc này. Và lặn sông cứu người là không thành. Con đường dẫn về hai xã Thanh Nho và Thanh Liên, huyện Thanh Chương, nơi có 5 gia đình đang lo hậu sự cho các nạn nhân dấu số, phủ cờ là tang trắng. Gác lại công việc đồng áng, bà con chòm xóm lui tới gia đình, các nạn nhân lo nhang đèn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vùng là cát ngạn vốn bình yên bấy lâu nay bỗng thành ngày là đại tang. Chỉ trong là phút chốc, chiếc ô tô là tông xe máy rơi xuống sông Giang. Trong đêm tối đã làm 5 người tử nạn. Các nạn nhân đều là trụ cột chính trong là gia đình. Sống gần cầu treo sông Giang, ông Nguyễn Đình Tám, 50 tuổi, là một trong số nhân chứng đầu tiên đến hiện trường khi vụ việc là tai nạn xảy ra. Gần 20 giờ tối ngày 4 tháng 10, khi gia đình ông vừa xem chương trình thời sự, tối thì nghe thấy tiếng động mạnh từ phía cầu treo. Ông Tám hô hoán cùng mọi người chạy ra cầu kiểm tra thì thấy một là xe máy vỡ nát trên mặt cầu. Cạnh đó vài mét, một nam thanh niên nằm bất tỉnh, một đoạn lan can giữa cầu bằng sắt dài khoảng là 8 mét bật tung. Tôi nhìn xuống sông thì thấy một ô tô chìm dần. Chắc rằng có người không kịp thoát ra sau va chạm, tôi và mọi người chạy xuống rồi bơi ra xe bị chìm để cứu người. Đó là ông Tám nhớ lại. Trực tiếp lặn xuống cứu người, anh Nguyễn Văn Tiệp, người dân xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương là nhớ lại. Khi là chúng tôi lặn xuống thì thấy chiếc xe lật ngửa nằm dưới lòng sông bị là móp đầu. Tôi cố gắng là dùng búa đập vỡ kính để cứu người bên trong nhưng không được. Sau đó thì mọi người là móc dây thừng vào xe. Cùng là người dân và lực lượng cứu hộ kéo lên bờ. Khi đập vỡ cửa kính thì các nạn nhân đều đã tử vong. Gần một giờ sau, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của người đàn ông đi xe máy bị ô tô hút văng xuống sông khi xảy ra là tai nạn. Theo chính quyền xã Thanh Nho, là ông Nguyễn Thế Tuấn, 40 tuổi, là tài xế ô tô tử vong trong vụ tai nạn. Chiếc xe 7 chỗ được ông Tuấn mua từ Hà Nội là đã là 7 tháng, với giá hơn là 400 triệu đồng. Hàng ngày ông Tuấn nhận là chạy xe dịch vụ cưới hỏi, vận chuyển người đi là viện. Trước là chuyến chở dịch vụ đi Nam Định vài giờ, ông Tuấn chở hai người bạn cùng xã đi chơi đến giữa cầu treo sông Giang thì gặp nạn. Cầu yếu cần có giải pháp để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Thanh Hoài, cục phó cục quản lý là đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết cầu treo sông Giang được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 1987. Trước đây là vị trí là bến đò sông Giang, nơi này từng xảy ra vụ chìm đò làm 11 em học sinh tử vong năm 1985. Đến năm 2017,
Tỉnh lộ 533 được nâng lên thành quốc lộ 46C, nên tuyến đường vào cầu được chuyển từ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An giao cho Cục Quản lý. Và thời gian qua do cầu rất yếu, nên Cục Quản lý Đường Bộ 2 đã cho cắm biển là hạn chế tải trọng, cho phép là xe dưới 7 tấn lưu thông, đồng thời là cấm biển cảnh báo cầu là yếu, làm thanh nga là cản chắn giới, hạn khổ phương tiện. Năm 2017, khi cầu hư hỏng quá nặng, cục đã tiến hành sửa chữa và duy tu bảo dưỡng hàng năm, nhưng cây cầu này vẫn thường trực nguy cơ mất an toàn giao thông. Do được xây dựng sử dụng 35 năm, phần cầu cát nhiều vị trí là sắt bị hen gỉ, trụ là đổ bê tông là bị nứt nẻ, vào buổi là tối cầu không có điện chiếu sáng. Trưa ngày 5 tháng 10, sau khi là nghe các đơn vị báo cáo về vụ việc tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, yêu cầu các đơn vị trước mắt cần phải ưu tiên cho việc là phân luồng đảm bảo giao thông, an toàn giao thông của là của cây cầu. Giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và rà soát đánh giá hư hỏng trên cầu và có biện pháp để phòng ngừa không để xảy ra sự cố tương tự. Ông Trịnh Văn Nhạ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương là cho biết cây cầu treo sông Giăng nằm trên tuyến đường huyện mạch quốc lộ 46C. Lưu lượng người và phương tiện rất là lớn, trong khi là cây cầu đá rất là yếu. Huyện cũng đã đề xuất Cục Quản lý Đường bộ 2 báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cầu là cứng mới trong thời gian tới. Ô tô xe máy đi chiều ngược lại là trên cầu. Bề rộng cầu và đường dài là khoảng 5 là mét, chỉ đủ cho một ô tô và một xe máy cùng lưu thông. Khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định xe ô tô 7 chỗ đi từ hướng xã Phong Thịnh sang xã Thanh Liên. Khi xe là đi đến giữa cầu thì lao sang phía bên trái, va chạm với xe máy đi chiều ngược lại. Sau đó chiếc xe tiếp tục đâm gãy lan can cầu rồi lao xuống sông. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, trong đó là có 7 người ngồi trong ô tô, có 3 người ngồi trong ô tô và 2 người đi trên xe máy. Vậy là vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng là 5 người. Và đây là một câu chuyện rất là thương tâm đã xảy ra tại là tỉnh Nghệ An trong là mấy ngày qua. Và cái cầu thì nó rất là yếu, cầu treo mà chạy thì nó lắc, tài xế thì chạy cùng tốc độ hơi nhanh và nó lắc thì dẫn đến là lấn sang bên đường bên trái và tông luôn chiếc xe máy đang là lưu thông chở 2 người, và rồi xe ô tô đâm cái lan can sập xuống và lao thẳng xuống sông. Đây là một vụ việc rất là thương tâm. Và bên là những người có trách nhiệm đến cái cây cầu này thì thấy cái sự việc xảy ra rồi, bắt đầu mới là chỉnh đốn và sửa lại cây cầu. Người Việt Nam chúng ta là thường bị vậy, tức là không phòng bệnh, tức là khi bị bệnh xảy ra rồi thì bắt đầu mới là lo thuốc thang. Nên là vụ việc này làm mấy ngày qua tại là nhất là trong cái tỉnh Nghệ An rất là xôn xao. Và một cái xã này trước kia, một cái cầu này, bến sông này trước kia cũng đã từng là chìm đò và 11 em học sinh đã bị tử nạn trên chuyến đò đó. Và ngày hôm nay thêm 5 người nữa đã ra đi vĩnh viễn. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Tôi cũng xin rất là cảm ơn các bạn luôn là đồng hành, luôn đóng góp ý kiến ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông. Và tôi cố gắng tiếp thu ra những video chất lượng hơn, cập nhật những thông tin nhanh, nóng, chính xác để gửi tới phục vụ quý vị và các bạn gần xa. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.